cho tất cả các bạn thì hôm nay là ngày cuối tuần thì mình sẽ có thời gian để mình làm đồ ăn sáng nha các bạn. Thì chỉ trong vòng trong khoảng tầm 3-4 phút thôi thì mình đã có một cái đĩa ăn sáng rất là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Mình sẽ chuẩn bị hai lát bánh mì như thế này và sẽ bỏ cheese ở trên mặt nha các bạn. Cái này các bạn có thể mua ở siêu thị rất là dễ dàng. Siêu thị ở Việt Nam vẫn có bán bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ úp nó lại và mình sẽ bỏ vào cái lò nướng bánh mì. Và sau đó để làm cho cái phần cheese vừa rồi nó sẽ chảy ra nha các bạn. Trong lúc đợi nướng bánh mì các bạn, mình sẽ chuẩn bị một cái chảo nha. Để chuẩn bị chiên trứng nè, cho một ít dầu ăn vào bên trong. Các bạn nên cho ít dầu thôi nha. Tại vì mình lỡ tay rồi nên là hơi nhiều một xíu. Dầu đã nóng lên rồi, bây giờ các bạn chỉ cần đập quả trứng vào thôi. Bên đây thì chỉ có trứng gà thôi các bạn. Còn lại là mình không có thấy bán trứng vịt giống như bên Việt Nam của chúng ta nha. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ miếng bacon vào và sẽ chiên, khi nào nó hơi vàng vàng thì lấy ra được rồi. Còn trứng thì mình muốn ăn nó chín một xíu á, nên mình sẽ để nó hơi lâu một xíu. Còn các bạn mà nhanh hơn nữa thì có thể lật nó lại nha, để cho cái phần màu vàng nó sẽ chín nhanh. Ngoài ra mình sẽ chuẩn bị một ít nước táo các bạn, nước ép táo á. Trời, rất là nhanh luôn. Bây giờ mình đã có một cái buổi ăn sáng rất là đủ chất dinh dưỡng như thế này rồi, mà các bạn không tốn quá nhiều thời gian đâu. Các bạn mà lâu lâu mà đổi món ăn sáng như thế này á, nó cũng tạo một cái cảm giác ngon miệng hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể chuẩn bị một ít trái cây như là nho nè, hoặc là những cái loại mà các bạn thích á. Mình sẽ cho thêm một cái ít tiêu bột vào để cho nó có mùi, dậy lên mùi thơm á các bạn. Các bạn có thể ăn kèm thêm một ít tương ớt nha. Trời, chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nè, và có thể làm những cái món ăn sáng mà các bạn thích nè, với lại là hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo nha.